Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do không khí lạnh đang suy yếu dần nên nhiệt độ ở miền Bắc tăng nhẹ. Trong ngày hôm nay, ở tầng miền Bắc vẫn còn tình trạng mây nhiều, sương mù nhẹ và độ ẩm cao. Về đêm và sáng sớm, ở khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ. Khu vực vùng núi với mức nhiệt từ 13 đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đến trưa chiều, toàn miền Bắc có nắng nhẹ, nên nhiệt độ ở Bắc Bộ duy trì dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trong không khí cao trên 70%, nên trời khá mát mẻ dễ chịu. Sau đó, từ đầu tuần tới, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường, làm cho nhiệt độ giảm trở lại. Ở miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh cũng giảm đi, chỉ còn lại sương mù nhẹ trong khoảng đêm muộn và sáng sớm. Còn mưa thì giảm hẳn, đến trưa chiều toàn miền đều có nắng, nên nhiệt độ hầu khắp khu vực miền Trung cũng khá tăng nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Còn khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời có nắng mạnh với mức nhiệt dao động trong ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày hôm nay cũng khá dễ chịu, trời không có mưa. Sáng sớm và đêm muộn chỉ còn rất nhẹ tại khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 14 độ. Và xe lạnh tại các tỉnh thành Nam Bộ cùng với mức nhiệt thấp từ 21 đến 24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Đến trưa chiều, trời nắng sớm, tuy nhiên cường độ nắng yếu làm cho nhiệt độ tăng nhẹ. Cao nhất ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ với mức nhiệt từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay sang đến ngày mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của khu vực Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên khu vực vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một vùng áp thấp có vị trí mới nhất sáng nay ở vùng khoảng 57 độ Vĩ Bắc, 149,5 độ Kinh Đông. Dự báo vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Bắc, có thể mạnh lên thành bão, sau đó đổ bộ vào Philippines, vượt qua Philippines và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 của nước ta trong năm nay. Nên bà con cần hết sức chú ý theo dõi về vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của cơn bão để tiếp tục phòng tránh. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.